Chào các bạn, bữa nay mình chia sẻ với các bạn và mình làm cái clip mới nha các bạn ơi. Đây mình có cái chuối hột mà non á các bạn. Mình có được 7 trái nha các bạn. Đây mình có được 7 trái, mình gọt 3 trái nè. Mình có 7 trái chuối hột non này nha. Mình mua ở đây mình có một trái chanh ha. Ở đây mình có không tới nửa trái đu đủ ha. Đu đủ này màu vàng. Ở đây mình có cái nước này là cái nước ngâm chuối này là cái nước mình cho chanh, mình ăn chanh vô ha. Đây. Mình ăn chanh vô. Và mình nặn nó vô để cho nó trắng cái chuối ha. Mình làm cái này là mình làm dưa chua nha các bạn. Mình làm dưa chua là mình làm cái kiểu con sùng á ha các bạn ha. Đó, bây giờ mình ở đây mình có cái nước này là mình là ngâm nước muối nha. Nước này là mình ngâm nước muối. Mình bỏ vô một muỗng đi ha. Muỗng canh cho nó hơi mặn mặn tí cho để nó mềm ha. Còn cái nước này là cái nước cho mà cho mấy bà mà ăn chầu mà cho trắng đấy nha các bạn. Mình bỏ vô mình ngâm cái này là một muỗng canh nha. Bỏ vô mình ngâm cái mình lóng nha các bạn. Mình lóng mình lấy cái nước trong nha. Để hồi mình bỏ làm cái này cái mình bỏ qua lại cho nó cứng nha các bạn. Coi mình các bạn từ từ coi cái clip để mình làm ha. Cái này các bạn đừng có tuôn nha các bạn, để coi mình làm cái món ăn nó ngon nha các bạn. Đó, bây giờ mình có phần đu đủ này mình cũng cắt ra ha. Bây giờ mình cắt cái này ra ha. Cắt cái này ra cho nhỏ, cái mình chuốt như con sùng vậy ha các bạn. Đây, cắt ra nhỏ như vậy. Cái phần này mình cũng cắt ra làm hai đi ha. Rồi mình chuốt lại. Đó. Đây các bạn ha. Mình chuốt, mình bỏ cái ruột đi, mình lấy cái phần cứng nó thôi ha. Mình đừng có lấy cái phần ruột của nó. Mình chuốt, mình về chuốt dài dài như con sùng vậy các bạn. Rồi mình mới cắt cái mình uống nha các bạn. Nó phải có được đủ nước để cho mình làm nha các bạn. Một cái nước dôi nè, cho nó cứng lại nè. Một cái nước muối nè, để cho nó mềm mình dúng nè. Một cái này là cái nước chanh nè, để cho nó trắng nè ha. Rồi mình hồi cái mình làm xong cái mình đi nấu nước đường ha. Giấm đường mình nhận vô ha. Ở dưới quê nói chung á mình có vườn chuối á, thì thí dụ như mình đi chỗ nào mình thấy cái chuối dừa mình làm á thì mình xin người ta cho, tại vì cái chuối hột á người ta không có ăn được. Rồi cái là mình ở trên đây á là mình mua là cũng như có cái gì mình mua nấy, mình không có kiểu mà không có được lựa đâu các bạn. Như có cái chú này thì nó hơi bự đó, mình chuốt như gì nè các bạn. Đó, mình chuốt như gì rồi mình dúng nha, mình bỏ qua đây ha. Còn cái này mình gọt như gì đó, mình gọt hết tất cả như gì, cái mình sắt rồi mình làm cho các bạn coi ha. Đây các bạn, mình làm đây nè, mình tạo hình lâu lắm. Hay cái này là mình tạo hình cái này nha các bạn. Cái này là mình bỏ qua nước muối, mình dúng cho nó mềm, mình dúng rồi cái mình bỏ qua nước cho dôi cho nó cứng lại nè. Cứng lại nè ha. Rồi bắt đầu mình rửa lại nước này ha các bạn. Rửa lại nước này, nước cái nước lọc rồi mình để cho nó ráo. Đó. Rồi mình nấu nước đường nha các bạn. Nấu nước giấm đường ha. Bỏ ít muối thôi ha, cho nó ngọt thôi, chứ bỏ muối nó xìu lại là nó bung ra ha. Nè. Mình tạo hình nó lâu lắm các bạn. Đó. Rồi giờ đây. Nè. Cái này là mình tạo hình mình sắt như vậy ha. Để mình sắt cho các bạn coi. Nè, để cho đây. Đó. Cái này mình để cái cây nha các bạn. Nè. Để hai cái cây đây. Sắt cho đều nha, chứ cái miếng dày miếng mỏng là mình không cuốn được nha các bạn. Mình làm thủ công á, mình làm lâu lắm, thành ra mình quay cho các bạn nè, gì sắt gì ha các bạn.
có cái cây nằm dưới à, đâu đứt đâu. Sắt nói chung là cũng có miếng dày miếng mỏng ha. Đây mình sắt gì rồi cái mình chở đầu lại ha. Đây nè, là cái này của mình nè. Đó, nè. Mình chở đầu lại ha. Nếu nào nó đứt thì cho nó gớt ra ha. Tại vì nói chung cái dao này nó bị lãi á. Người ta có cái dao làm bông hoa chứ mình không có cái gì. Mình chỉ có cái dao này thôi. Đó. Rồi bỏ đây cho mềm nha các bạn. Cái này nó gớt ra. Bỏ đây cho nó mềm ha. Cái này là nước muối. Còn cái này là đây. Bỏ đây cho nó trắng nha. Đó, này cái này mình cũng sắt đây. Để đây sắt ha. Cũng để trên cái dao này. Đó. Đây các bạn. Cái này nó dễ dúng nha các bạn ha. Rồi, đây cái này đây mình sắt rồi, mình ngâm cho nó mềm nè. Rồi mình ép nó lại nha các bạn. Ép lại rồi hồi cái mình sửa lại cái mình để vô trong cái keo cái mình đổ nước kia ha, bỏ đây cho nó trắng nha các bạn. Gì nè các bạn, đó. Rồi hồi cái mình bỏ vô trong cái keo cái này mình vớt ra ha, nè, rửa nước ngâm nước lại, đó. Nó cứng nhắc luôn á, bỏ vô đây, nó mềm ha, nè. Cho mình để gì đây thấy không? Đó. Nó mềm mà mình dúng lên các bạn, mình cuốn nó nha. Đó. Nó từ 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 nó. Mình có cái dao thủ công á, thì nói chung á, là mình làm nó đẹp lắm. Mà này mình cái dao của mình á, nó không có được là sắc nét ha. Mình chỉ chia sẻ cho các bạn. Hồi đó ở quê nói chung là đám ở nhà có đám giỗ là đám cưới gì á, người ta hay lại ta làm những cái này, cái người ta để trong cái dĩa nhỏ chứ đâu có như bây giờ đâu ha. Gì đó mình bỏ cứng vô, đó là con sùng ha. Cái này là mình cũng sắt cái gì nha các bạn nè, để gì để cho nó nằm gì đó. Cái này sắt lâu có cái cây dưới đó, nó không có gớt nè, không có đứt ra nè. Đó đây, đây các bạn, cái nãy mình sắt cái bắt đầu hồi cái mình sửa lại nha. Đó, bỏ vô muối á, bỏ vô nước muối cái nó dịu lại, nó dịu lại cái mình bỏ vô nước dôi á cái nó cứng lên. Cái cứng lên cái mình vớt ra mình rửa lại nước lọc nha. À, thấy các bạn thấy không, nếu mình sắt đều quá là nó không có bung ra ha. Tại vì cái dao này á, nó bị lãi á, mình sắt có miếng dày miếng mỏng á, thành ra nó mới bung ra ha. À, miếng mỏng là nó không lợi cái miếng dày á. Đó, còn cái miếng dày á thì nó cứng. Đó, mình chỉ đây cái mình dúng. Mình chia sẻ mình thấy cái cách này làm đó để ngâm giấm ăn đó, nó ngon đó, với lại đó, nó đẹp đó. Mình chia sẻ cho các bạn ha. Nè. Đó. Rồi giờ mình ngâm cho đây, ngâm nó cứng nhắc nè các bạn, cứng nó giòn luôn á. Đó. Đó. Giờ mình chết cái ha, mình cứ vậy đó, mình làm cho hết cái phần này rồi cái ngồi mình nấu nước giấm đường á các bạn. Một chén giấm
là mình nấu cho một đầy chén giấm là mình nấu cho 100 gram đường ha, với xíu muối thôi ha, nấu cho nó sôi lên ha, cho sôi cái bọt nó lên, cái bọt cái mình hết cái bọt bỏ ha, rồi cái mình để nguội, cái mình đổ vô keo ha, nhận lại là tới chiều là thấm rồi ha các bạn. Bây giờ còn cái phần còn lại nè, mình làm tiếp theo, mình làm cho nó hết nha các bạn ơi. Mình làm xong rồi đây các bạn nè, mình đổ nước giấm vừa nha các bạn. Mình nấu một chén giấm là nửa chén đường nha các bạn. Cái này mình nấu hai chén giấm là gần một chén, ý gần một chén giấm là 100 gram đường, mình lộn xin lỗi, một chén giấm là 100 gram đường. Cái này mình cho hai chén giấm là 200 gram đường nha các bạn, vừa ăn lắm nha. Cái này nó chút nữa nó xìu, mình mới đổ vô chút nữa nó xìu xuống làm mai mình có thể mình ăn được rồi nha các bạn, ăn với chấm với thịt kho ăn ha. Cái này là nó đụng giấm là nó trắng đó. Bây giờ mình làm xong rồi nè, được nhiêu đây nè các bạn ha, mình để vô cái này để mình đậy nắp lại để mình giấy gấp mình ăn ha các bạn ơi. Các bạn ơi thấy mình chia sẻ có hay có ý nghĩa, các bạn nhớ like đăng ký giùm mình nha các bạn. Tạm biệt các bạn nha.